Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Với video này em lại đang nhận sửa chiếc màn hình DVD, những cái màn hình DVD con Camry 2015. Con này 15 chứ nhỉ? 15, 17 rồi đấy. Và nó, hiện tại bây giờ nó đang chạy bình thường. Nhưng mà cái con này nó con đầu Montevo. À con này giao diện này là giao diện Montevo. Con đầu này cũng khá là lâu rồi. Nó bị cái hiện tượng nó, đấy, nó mất hình đấy. Nó chỉ hơi sắc thế, nó mất hình như này này. Đấy, cái này mới đầu nó bị như thế rồi, sau này còn không nên gì luôn. Con này bị nguồn không nên một cái gì luôn. Cái trường hợp này nó hỏng ở trong cái bo CPU, mình bây giờ phải tháo ra để sửa thôi. Tháo cái này thì đơn giản, tháo cái này nó rất đơn giản. Ok, con này tháo thì mấy con tô ta này tháo dễ lắm. Thế bây giờ dùng cái cậy là một số con nó dễ thì cậy luôn, không dễ thì dùng cậy lở tháo ra. Con thường 2015, 2013, 13 đến 18, 20 gì đấy nó tháo giống nhau. Sợ sờ mà chỉ sợ gãy. Vâng. Cháu tháo mấy cái này nó quen tay rồi. Nên nó chạy chập chạp trần. Con này của chú là nó bị phần đèn hình thôi, chứ còn nhiều con nó bị mất nguồn luôn. Chernobyl mất nguồn nó. Ok, sau khi bộ tháo bốn con ốc cầm nhấc ra thôi. Rồi, cầm mạnh tay chút. Con Montevo này em sửa từ cái thời cái đây khoảng 7-8 năm. Thời đấy con này cũng khá là đắt đấy. Nhớ nhưng mà cũng nếu chú nhất cái này trong hãng phải chục triệu rồi chú ạ. Ok, em đã tháo được cái đầu rồi. Nếu các bác bị hỏng như này mà nếu mà có nhu cầu nâng cấp lên màn Android thì nâng cấp luôn, không thì mang qua em sửa cho. Em vẫn xử lý những cái thứ này nhé. Ok, sau khi khoảng 30 phút làm sửa thì thấy em thấy nó đã chạy khá là ngon rồi và nó không còn bị cái hiện tượng như nhấp nháy như lại nữa. Tượng này thì em sửa quá lâu rồi, sửa những cái này quá nhiều rồi, nếu mà các bác bị lỗi hỏng thì mang qua em thôi, em chuyên làm cái này rồi. Với trường hợp các bác muốn thay Android thì nhà em rất nhiều các loại vừa ngon bổ và giá hợp lý nhé. Nhà em chọn lựa những loại tốt nhất và lắp cho khách với cái giá rất là hợp lý, các bác yên tâm nhé. Còn các bác nếu vẫn muốn sửa thì mang qua em hoặc là tháo gửi như video em hướng dẫn và gửi về cho em nhé. Em cảm ơn các bác đã xem video ạ.